Rồi, bây giờ gia đình Happy TV sẽ làm một cái vlog đi câu đêm nha các bạn. Bây giờ bắt đầu nè, đi câu đêm coi có cá hay không nha, thử nghiệm. Rồi, ok, đi câu đêm coi có hay không nè, bắt đầu thử nghiệm nè. Lên, let's go. Không cần nhiều. Rồi, chào vợ yêu nha, bắt đầu. Ok. Bây giờ là Út Vàng với lại ba Happy bắt đầu hành trình đi câu đêm thử nha. Đang test thử ở ngay chỗ cầu Kinh K18. Ngày hôm nay coi có câu được cá hay không nha. Các bạn cùng theo chân Happy TV đi câu cá đêm nha, bắt đầu nào. Rồi mình đứng trên cầu mình quăng thử luôn nè. Quan sát thử. Ôi nước ok, dư sức qua cầu. Nước cao hơn bữa hả bạn? Ờ. Bên kia đốt rác mà dạng tàn rồi. À. Không vô được, không được. Vô được. Ông ảnh hưởng. Hả? À. Rồi ok. Chừng nào mà cái rẫm nó tắt rồi thì mình đi qua cái đèn đường này. À. À. Được rồi. Cái đèn đường. Cái chỗ ẩm thực miền quê là riêng. Nó tắt thì mình sẽ đi bộ lên ngoài đây. Thử. Test thử. Bữa nay mình test thử chỗ này lần nữa. Kỳ này nó coi có phải là do kỹ thuật hay không. À. À, không có là do chỗ này. Còn nếu mà ok là do kỹ thuật. Tới nơi rồi nha. Rồi lại chỗ kia setup nào. Kỳ này là kỹ thuật cao rồi, khác trước rồi. Khác trước rồi. Giờ đèn sáng có lý quá. Ok, càng tốt. Càng tốt. Rồi. Cái bự, cái nhỏ luôn. Ừ. Lấy mấy cây hôm nay, hai cây. Hai cây, em cây đến hai cây. Không cần cây cắm luôn, cứ lấy ra nhưng mà không cần. Đây. Đúng rồi, cứ lấy ra hết tất cả. Đây, dụng cụ nè. Rồi. Có cái đầu anh hai không bịt luôn. Ừ, không luôn. Từ từ anh hai ráp cho từng cái. Rồi rồi, đây anh hai cầm luôn cho, thấy tay ra, được rồi. Đây, bắt đầu hành trình nha, ráp vô. Mở ra, Út Vàng hỗ trợ. Rồi. Đây. Anh hai đang nắm dây. Ừ. Ok. Đó, bắt đầu vô, hai cây đã chuẩn bị ok nha. Hai cây đã chuẩn bị ok nha. Rồi bây giờ tới làm mồi nào. Được hết rồi, cả hai cây để xuống làm được hết rồi đó, bắt đầu vô. Vậy là xài được luôn rồi đó nè. Rồi. Ồ nó dẻo sẵn. Nó vô, gỡ ra hết. Ấy. Cái đó hả? Có khi xài được đó, thử cái đó đó xài luôn rồi. Bung ra đi,
làm lại từ đầu. Anh Ai sẽ làm cái đó, còn em làm một cái bánh tráng. Đâu, bánh tráng nãy của em làm. Đây. Út vàng. Út vàng có làm sẵn ở nhà một cái. Bánh tráng nãy em nhìn thấy rồi ha, để coi cái nào nó dính trước. Bánh tráng ít thôi. Lấy một cái bữa nay thử cái này nha các bạn. Bốn đi, lấy đơn giản ít trước. Anh Hai sẽ làm lăn xê, còn em làm bánh tráng. Coi cái nào vô trước. Thôi bánh tráng để anh Hai tự làm. Tự làm luôn đi thử. Mồi tự làm đi, cảm giác nó làm sao. Có tháo này không anh Hai? Hả? Có kéo nè. Cắt bỏ hết. Cái gì lùm xùm cắt thôi. Ok. Rồi. Ok ha. Đúng rồi, cái này còn bị dẻo hồi chiều ở hồ hồ Dầu Tiếng. Tập 3 mình câu ở hồ Dầu Tiếng còn dư hồi chiều. Bây giờ về đón Happy xong, bây giờ mình làm tập 4 là câu đêm riêng nha. Cái phần này là phần câu đêm riêng nha. Đó. Dẻo chưa nè. Viên thành một cục. Đó, bây giờ học làm sao, lý thuyết và thực hành khác nhiều lắm. Để coi Út Vàng sau khi học hỏi đó, bây giờ muốn xé nhiều xé cho nè, ná nó muốn tự làm. Để cho Út Vàng tự làm luôn nha các bạn. Bà Happy sẽ làm cái cục này. Đây, lăn xê. Bánh tráng do Út Vàng đã tự làm nên để Út Vàng làm thử coi. Lạng hoạng Út Vàng câu được con cá. Tại bánh tráng là cái lưỡi đó là con được cá khủng hơn nha. Cá khủng hơn đó. Thử được không? Quá xuất sắc. Đây, ba Happy sẽ làm lăn xê trước nha các bạn. Rồi còn Út Vàng để coi chơi không? Chơi mà trò hôm nay nó sáng rồi này. Hôm nay làm nó khác bình thường đó. Khác bữa à. Thì coi Út Vàng làm được không, còn nếu khó quá cho làm lăn xê giống anh Hai. Coi video rồi. Cái màu cá đó. Khác. Khác bữa không? Em do làm sao mà ân nhất. Hồi bữa là màu xuyên đen luôn. Bữa nay là có thêm cám gà nữa. Còn hồi bữa chỉ là bột chuyên về câu cá. Không? Giờ hai ngày khác nhau. Để mình thử nghiệm các loại mồi. Bữa nay mới tập thứ tư. Mình thử nghiệm lòi của tập thứ tư nè. Hôm nay vị trí của gia đình Happy đang đứng đây. Nè, cái này là hồi bữa có học này già ha. Đó. Đứng rồi. À, đó. Ok. Còn Út Vàng đây có luyện tuyệt chiêu là bánh tráng nha, mới học được. Do một cái viên, đầu tiên em do thành một cái viên trước thử, luyện trước đi. Tiên đan. Sau đó em áp vô. Giống anh Hai vô viên xong là anh Hai mới áp vô. À, thử đi. Xong hết rồi. Xong thì càng tốt. Thì nó em coi trên mạng á, nhiều người người ta làm kinh nghiệm á, mình học hỏi cũng giống vậy đó, nhưng mà mình áp dụng. Bây giờ mình áp dụng, mình học hỏi trên mạng nha. Không biết là nó có thành công hay không nữa. Nhưng mà hôm qua mình câu được một con cá ngựa 1 ký luôn. Các bạn vô một tập 2, phần 2 đó, ngày thứ 2 đó, tập 2 đó. Câu được con cá ngựa 1 ký chẳng luôn. Các bạn coi cuối video mình có cân thử. Bây giờ mình đang làm cái này là phần 4. Câu đêm thử. Coi nó có hiệu quả không, mà câu này không phải ở hồ Dầu Tiếng nha các bạn, mà cái này là cái kinh, một cái kinh nước ở cầu K18. Em cần nào anh Hai? Anh Hai cần bự. Em cái cần xếp thôi. À. Cái này. Ok. Rồi sau đó móc vô. Cái kiểu móc là sao? Từ từ. Biết chưa? Cứ để nó đi là lại đầu móc. À, Út Vàng phải lấy trong đó một cái chuông ra nữa để mắng vô. À, một chút quăng xong rồi gắn chuông cũng được. Quăng xong rồi gắn chuông. Tùy. Gắn trước mất công nó bay giống ngựa. À, không sao. Bữa nay khác rồi.
cái đầu này nó khác hôm bữa này. Ủa đầu này có vẻ nhìn nó cứng hơn. Nghe hả? Úc vàng kêu cứng hơn thì tốt quá. Cái nhìn giống kim băng. Rồi đâu bây giờ cái đầu này bây giờ máng vô đây, mình quăng máng vô nè các bạn, sau đó mình móc vô nè, vô chưa, vô rồi. Úc vàng đợi anh hai quăng cái làm theo nha. Rồi ok đây, giờ bên đây đó đã gạt ở dưới rồi nè hen, không có đụng đến nó nữa. Nhưng mà bây giờ cỡ em vậy cũng vừa đó. Anh hai phải rạ thả nó miếng. Thả nó miếng này vàng. Biết chi không? Dè miếng cho nó hơi rộng chút được rồi. Của em cỡ vậy được rồi. Rồi nó thẳng. Rồi bây giờ anh hai chỉnh cho nó thẳng. Cái này dễ cầm đó. Vừa thẳng luôn. Cái đầu này nè. Hả? Cái này vậy được chưa anh hai? Ờ đó được rồi. Cái tay vịn được cái này. Dịnh luôn. Để khi mở cái này ra nó không chạy. Nè. Trước em nhìn em. Mở nè không chạy nè. Chứ nếu mà nó chạy, hiểu chuyện gì không? Tuôn từ lưa rối như hồi bữa. Ha. Rồi, cỡ ở giữa phải không? Lắc qua lắc lại nhẹ miếng từ từ. Lắc nhẹ thôi, đụng nước gạt lại. Đụng nước rồi gạt lại nè. Rồi lắc 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 miếng cho nó thẳng dây. Rồi đợi xong. Xong rồi đó. Ờ xa xa một chút luôn. Nhưng mà cái kiểu ha, cái chuông đâu, khoan đợi chút. Cũng được gắn sao. Nhưng mà dung nhẹ hả. À từ từ ha. Rồi đúng rồi. Đúng rồi. À, đụng nước cái đã là gạt liền. Đụng nước chưa? Gạt rồi. Ok. Nuôi dây cũng căng là tốt. Rồi đó. Giả vờ như em quay một vòng nhẹ coi cái bình thường không? Quay tới. Đúng rồi, được rồi, đúng rồi, là đúng rồi đó, không hư. Rồi ok. Đúng kỹ thuật rồi đó. Rồi chuông đây, đợi chút. Gắn chuông vô cho. Khoan. Ừ. Nó không bay. Rồi ok. Rồi để nằm ngang đi. Đợi. Bây giờ đợi nha các bạn, đợi xung rụng nha. Bây giờ để coi Út Vàng với lại ba Happy coi ai sẽ được lắc chuông trước nha. Ừ. Để coi dở nó miếng. Cái dây nó hơi ấy. Kéo một miếng cho dây nó. Đừng trùng. Nó không trùng thì em còn. Hả? Nó không có trùng thì em còn nghe tiếng cái chuông, còn nó trùng thì nhiều khi không biết luôn á. Sợi dây vừa căng là được. Sợi dây của em nó trùng hay căng? Đúng là cắm cái cây được rồi đó. Cái xi măng mà cắm được này. Được chứ. Đất mà. Thử. Cắm lên này. Quá hay. Đây. Tóc vàng cũng cắm được rồi nè.
cắm cao lên vậy thì đó, hiểu không già? Cắm cao sợi dây nó căng. Đúng rồi, sợi dây nó căng rồi đó. Thì nếu mà nó ấy thì nó sẽ lắc. Bây giờ đợi nha các bạn, đợi. Tình hình bây giờ là 9 giờ rưỡi rồi nha các bạn. Và nãy giờ là có thu hoạch được một con cua. Cá thì không có con nào cả. Trân trọng thông báo nha. Có rung chuông mấy lần là mỗi khi bèo trôi ngang trúng vô cái sợi dây, cái đó rung chuông nha các bạn. À, tức là bèo ở đây rất là mạnh, mọi người nhìn thấy nè. Thì nước bèo nó trôi trúng cái cây, cái sợi dây nó rắc cái chuông lôi lên thì là không có gì hết. Trân trọng thông báo, hiện tại mình đang ở cầu K18, cái gọi là kênh 18 á. Tình hình là 1 tiếng rưỡi, bây giờ là 9 giờ rưỡi, không có động tĩnh gì luôn. Chắc mình thu cần về thôi các bạn ơi. Nhưng mà hôm nay thu hoạch là hướng dẫn được em vàng cách quăng cần không bị rối nha. Cũng rất là tuyệt vời nha các bạn. Quăng cần không bị rối, bây giờ 2 cần luôn mà không có cần nào rung gì hết luôn. Bây giờ mình đợi tầm 5 phút. Sau đó mình thu cần về. À, chuẩn bị cho ngày mai câu ở hồ Dầu Tiếng nha. Rồi. Kết thúc video ở đây nha. Các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video câu cá tập tiếp theo vào ban ngày nha. Bye bye. Bye bye. Nhớ like, share và subscribe nha. Ok, nhớ like, share, subscribe. Bữa nay thất thu thật sự rồi, chỉ được một con cua thôi các bạn ơi. Một con cua duy nhất trong ngày đi câu cá nha. Nói vui thôi chứ cá hôm nay không có rồi các bạn ơi. Mình tới đây 2 lần rồi. Như ở đây không có cá. Vậy là hình như là cái độ nước mạnh này không có cá rồi. Khu vực này không có. Rồi mình cũng review khu vực này, tạm thời là câu chưa thấy cá nha các bạn. Rồi xin cảm ơn rất nhiều. Xin chào.